Các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu bạn là một fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy video hay thì đừng quên bấm nút like, share và subscribe channel của mình. Xin chào. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Khi trực diện với những tình huống đối thủ dồn quân che kín khung thành, giải quyết từ xa là biện pháp vô cùng lợi hại. Manchester United đã tự triệt tiêu đi con đường nhanh nhất đến khung thành đối phương kể từ ngày chia tay Bosco, khi không còn hoàng tử gừng, quỷ đỏ thiếu đi một chân truyền dài thượng hạng, đồng thời cũng mất đi một máy bắn bóng từ xa thực thụ. Khi Bomba trở lại MU, người hâm mộ đã mơ về những ngày huy hoàng. Tuy nhiên, vì quá đa năng, phẩm chất dứt điểm từ xa của Bomba trở nên không nổi trội, cùng thêm việc dính quá nhiều chuyện ngoài chuyên môn khiến vai trò của Bomba ngày càng mờ nhạt ở giữa sân. Đã có lúc người ta chỉ mong Bomba ra sân thi đấu đã vui lắm rồi, chứ đừng nói tới việc xuất xa ghi bàn. Và nhiệm vụ của anh đã nhẹ nhàng hơn một chút khi Bruno Fernandes cập bến Old Trafford. Tiền vệ người Bồ Đào Nha với bản hợp đồng giá trị không nhỏ đã được kỳ vọng rằng sẽ giúp quỷ đỏ chơi khởi sắc. Việc Bruno Fernandes xuất hiện đã đem lại một luồng sinh khí mới cho quỷ đỏ. 7 bàn thắng cùng 7 kiến tạo sau 11 trận ra sân đầu tiên chỉ là bề nổi của cầu thủ sinh năm 1994 này. Thực tế đóng góp của tiền vệ người Bồ Đào Nha dựa vào việc anh giúp lối chơi của MU trở nên thanh thoát và đột biến hơn nhờ vào khả năng điều tiết cực tốt của mình. Nhiều người từng hoài nghi về khả năng kết hợp giữa Bruno Fernandes và ngôi sao tuyến giữa của MU là Paul Pogba. Tuy nhiên, các cổ động viên quỷ đỏ thở phào, thậm chí sung sướng hơn mong đợi khi tiền vệ người Pháp trở lại sau chấn thương, đã kết hợp cùng Bruno Fernandes tạo nên niềm cảm hứng bất tận cho đội chủ sân Old Trafford. Hòa nhập nhanh với đội hình và thi đấu đầy ấn tượng, Fernandes đã góp công lớn giúp MU cán đích ở vị trí thứ 3 tại Ngoại hạng Anh ở mùa giải 2019-2020. Qua đó giành suất dự Champions League mùa này. Bruno Fernandes đang thể hiện một phong độ quá sức ấn tượng và là nguồn cảm hứng trong lối chơi của Man United. Mùa giải 2020-2021, tầm ảnh hưởng của Fernandes ở MU đã giảm xuống. Tuy nhiên, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn là cầu thủ hay nhất của MU với 10 bàn thắng và thực hiện 5 pha kiến tạo. Trước Everton, Bruno Fernandes chấm dứt cuộc khủng hoảng cho MU bằng việc ghi hai bàn liên tiếp rồi kiến tạo bàn còn lại cho Edinson Cavani. Đối mặt West Brom, pha phạt đền thành công của Bruno đã giúp MU có được bàn thắng duy nhất trong trận đấu, qua đó giành trọn vẹn 3 điểm cũng như có được chiến thắng đầu tiên trên sân nhà Old Trafford tại Premier League mùa này. Lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League, Bruno tiếp tục thể hiện phong độ tốt khi anh ghi được cú đúp trong hiệp 1 trước Basaksehir ở lượt về trên sân nhà, qua đó đòi lại món nợ thất bại 1-2 ở trận đấu lượt đi. Có 3 trận liên tiếp ghi bàn cho MU, Sosa thậm chí đã lên tiếng so sánh Bruno với Cristiano Ronaldo về tầm ảnh hưởng thực sự ấn tượng. Đáng tiếc là dù Bruno Fernandes chơi hay như vậy, MU lại không thu được những kết quả ưng ý trong một số thời điểm. Đơn cử như ở vòng 4 giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2020-2021, Bruno Fernandes và các đồng đội của anh đã phải nhận thất bại 1-6 dưới tay Tottenham ngay trên sân nhà. Đây là trận đấu mà anh bị thay ra ngay sau giờ nghỉ, thời điểm MU đang bị dẫn với tỷ số 1-4 và coi như đã cầm chắc thất bại. Bàn thắng vào lưới Southampton hồi cuối tháng 11 năm 2020 đã nâng số pha lập công của anh trong màu áo Man United lên con số 22. Ngoài ra, Fernandes còn có thêm 13 pha kiến tạo nữa, chỉ sau có 36 trận ở Premier League, anh đã in dấu giày vào 9 trong tổng số 13 bàn thắng của Man United, tức là một mình anh đóng góp tới gần 70% số bàn thắng của đội. Con số 36 trận cũng nói lên vấn đề của Fernandes. Nên nhớ là anh mới chuyển tới Man United từ tháng 2 năm nay. Để có được từng ấy lần ra sân, Fernandes đã phải ra sân gần như liên tục.
để có thể xem như một sự ghi nhận với Fernandes vì anh quá quan trọng. Nhưng anh càng chơi tốt, Man United lại càng có lý do để thấy lo lắng. Cầu thủ người Bồ Đào Nha có nguy cơ lại rơi vào tình trạng kiệt sức một lần nữa khi bị lạm dụng bất chấp lịch thi đấu dày đặc. MU có tiền vệ đa năng Van de Beek, nhưng huấn luyện viên Solskjaer gần như không sử dụng cầu thủ người Hà Lan để giảm tải cho Bruno mà vẫn loay hoay lắp ghép giữa anh với Pogba ở giữa sân và hoàn toàn bất lực trước phong độ tệ hại của hàng thủ. Sự lạm dụng Bruno Fernandes sẽ khiến MU có nguy cơ trả giá đắt khi mùa giải đi vào giai đoạn căng thẳng nhất. Bài học mùa trước vẫn còn nóng hổi khi MU thua Sevilla ở bán kết Europa League vì Bruno Fernandes bị bắt bài. Chính xác là anh hết sức sau khi phải gồng mình thi đấu liên tục. Tất nhiên sẽ không công bằng nếu phán quyết huấn luyện viên Solskjaer đã sai hoàn toàn khi đặt đội bóng của mình xung quanh Fernandes. Màn trình diễn của tuyển thủ Bồ Đào Nha rất đặc biệt và gần như vực dậy hoàn toàn một MU thiếu sinh khí. Hai trận thắng của Quỷ Đỏ ở Premier League mùa này trước Brighton và Newcastle, Bruno đều ghi dấu ấn mạnh mẽ với hai bàn thắng và hai kiến tạo. Nói cách khác, khi Bruno có khoảng trống, MU thực sự là một đội bóng đáng gờm. Tuy nhiên, nếu tiền vệ người Bồ Đào Nha không thể tạo ảnh hưởng đến trận đấu, Quỷ Đỏ lập tức bế tắc. Vậy liệu MU có thể sống tốt khi Bruno Fernandes phải vắng mặt? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.